Mình các chị cô nói là chúng mình hát cho chúng ta nghe, bây giờ chúng ta hát thì chúng mình phải nghe. Các chị đi về ra ngoài kia là chúng tôi sẽ bắt lại. Chúc mừng cho các anh chị em, các chị trong ngày 8 tháng 3 tôi xin hát nhạc phẩm cho tôi được một lần. Chào soi cho tôi một lần nhìn anh.
Đấy là cái đấy mất kẹp ai. Dạ vâng, xin mời.